Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp của các học viên tại Toronto, Canada và Paris, Pháp. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, các học viên Toronto, Canada tham gia các cuộc diễu hành cộng đồng. Hè đến, nhiều hoạt động cộng đồng được tổ chức tại Ontario. Vào ngày 15 và 16 tháng 6 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Toronto đã tham gia lễ hội âm nhạc Burlington và các cuộc diễu hành của lễ hội Hoa Hồng Welland, mà trình diễn của họ đã nhận được sự khen ngợi của nhiều người. Đoàn nhạc Thiên Quốc và đội chống lưng từ Toronto đến tham gia cuộc diễu hành của lễ hội âm nhạc Burlington. Được người chủ trì mời, đoàn nhạc đã biểu diễn cho công chúng trong 15 phút sau khi cuộc diễu hành kết thúc. Những giai điệu sôi động và trang phục của các thành viên trong đoàn nhạc đã thu hút nhiều người dân địa phương đến xem và chụp ảnh, quay phim buổi biểu diễn. Bà Burleri, sống ở Burlington, đã hỏi về trang web Pháp Luân Đại Pháp sau khi xem buổi biểu diễn của đoàn nhạc. Bà cũng chia sẻ trải nghiệm trước đây khi xem đoàn nhạc. Bà nhớ lại, hơn chục năm trước, tôi đã xem một cuộc diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp ở Toronto, trong đó có màn trình diễn của đoàn nhạc. Bà kể lại rằng, các thành viên của đoàn nhạc đều tài năng và bà thích nguồn năng lượng mà họ lan tỏa. Bà nói rằng, Pháp Luân Đại Pháp giúp thăng hoa tâm linh của con người. Về vấn đề các học viên Pháp Luân Đại Pháp hiện đang bị bức hại ở Trung Quốc, bà Burleri xúc động chia sẻ rằng, 20 năm trước, bà đã biết các học viên phải đối mặt với áp lực từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà nói, một số học viên không thể di cư sang Canada và không có quyền tự do cá nhân hay tôn giáo. Điều này thật đáng tiếc. Ngày 16 tháng 6, đoàn nhạc Thiên Quốc đã tham gia cuộc diễu hành lễ hội Hoa Hồng Welland, cách Toronto 2 giờ lái xe. Khi đoàn nhạc đi qua, những người tham dự hai bên đã cổ vũ và vỗ tay theo tiếng nhạc. Cô Sandra sống ở Welland và cho biết cô đã xem đoàn nhạc biểu diễn vài lần. Cô nói, trong các nhóm diễu hành tôi thích đoàn Thiên Quốc nhất. Lúc nào tôi cũng mong chờ sự hiện diện của họ. Tôi thích những bước đi thoăn thoắt và nhịp trống của họ không bao giờ bị lỗi. Tôi thích âm nhạc và năng lượng mà đoàn nhạc mang đến. Điều đó luôn khiến tôi mỉm cười. Cô nói thêm, trang phục của họ rất tươi sáng, ai cũng tràn đầy niềm vui. Cô Sandra hỏi về các thành viên của đoàn nhạc và một học viên nói với cô rằng thành viên đoàn nhạc là các học viên Pháp Luân Đại Pháp sống theo nguyên lý chân thiện nhẫn. Sau khi nghe điều này, cô Sandra cho biết cô có thể cảm nhận được sức mạnh của các nguyên lý này qua vẻ bề ngoài của các học viên. Cô nói rằng màn trình diễn của họ khiến mọi người cởi mở và các nguyên lý có thể mang lại sự gắn kết và thôi thúc mọi người đối xử tử tế với người khác. Tin tức thứ hai, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Tòa Thị Chính Paris, Pháp. Ngày 17 tháng 6 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được chính quyền thành phố Paris mời tham gia một sự kiện mang tên Diễn đàn hướng con người tới một cuộc sống tốt đẹp hơn, tổ chức tại Tòa Thị Chính Paris. Mục tiêu của diễn đàn là nhằm cung cấp cho những người đã nghỉ hưu thông tin về các phương pháp cải thiện cuộc sống. Cách đây 20 năm, các học viên ở Paris đã lập một điểm luyện công tập thể ở quận 18 của Paris. Họ đã tham gia các hoạt động do chính quyền quận 18 của Paris tổ chức và nhận được những đánh giá và ghi nhận tích cực. Lần này, theo đề nghị của chính quyền quận 18, chính quyền thành phố Paris đã mời các học viên đến giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời trình diễn và hướng dẫn các bài công pháp tại diễn đàn. Mọi người bị thu hút bởi âm nhạc và các bài công pháp tường hòa của Pháp Luân Đại Pháp và đã dừng lại để xem. Nhiều người còn bắt đầu học các bài công pháp. Các học viên hướng dẫn các bài công pháp nhận thấy những người tới học có thể tập tốt chỉ sau một lần được hướng dẫn. Ngoài ra, nhiều người lớn tuổi có thể tập được hết toàn bộ bài công pháp thứ hai. Một số người cho biết họ cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ. Mọi người tập trung quanh các học viên một hồi lâu và dường như không muốn rời đi. Họ hỏi thông tin về các điểm luyện công tập thể và về tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người cho biết họ yêu thích các bài công pháp và tán đồng nguyên lý chân thiện nhẫn. Một cặp vợ chồng tham dự diễn đàn tán đồng nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Đặc biệt, người chồng là một triết học gia, thường giảng về các giá trị. Anh cho hay, các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp có năng lượng mạnh mẽ và nguyên lý chân thiện nhẫn thật cảm động. Các học viên cho biết thế nhân đang chờ đợi để được học Đại Pháp và họ cảm nhận được trách nhiệm to lớn của mình. Họ nhắc nhở nhau chuẩn bị thật tốt để giúp nhiều người hơn nữa học Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ.
Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.